Trần Biên Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn. Buổi nói chuyện hôm nay, à, Trần Biên Hải xin phép gửi tới bà con và các bạn có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là kể một cái một hai câu chuyện dân gian cho nó vui vẻ thư giãn nhân đúng cái ngày chủ nhật. Nội dung thứ hai là chuyển tới ông luật sư Hoàng Duy Hùng bên Houston, nước Mỹ một à, yêu cầu một số yêu cầu nho nhỏ nếu như ông ta thực tâm thực sự quay đầu vào bờ bây giờ thì biên Hải xin phép đi vào nội dung thứ nhất à, các bạn có biết vì sao con dê nó chết không nhắm mắt không ạ bất kể là dê núi hay là dê nhà người nuôi khi mà thịt nó hoặc nó tự chết nó mắt nó bao giờ cũng mở to hướng lên trời để khỏi, để khỏi mất thời gian của các bạn ấy thì Trần Minh Hải xin kể lại một cái câu chuyện dân gian thế này Thế khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra muôn loài ấy, Thì có cả loài ăn cỏ, loài ăn thịt, loài ăn tạp vân 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 Thế thì sau khi ngài đã quy định cho những cái loài nào là được ăn thứ gì ăn cỏ ăn cây ăn thịt ăn tạp như thế nào đấy thì ngài tưởng sao là xong rồi mới lại đứng lên vườn vai phẩy tay một cái thế này cho nó là thoải mái khoan khoái con người thì lúc đấy lại có một cái con vật từ xa nó chạy chong 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 vào thế là bị một cái cái, cái thứ kình lực ở tay áo thượng đế đánh văng sang bên cái giống ăn thịt con giống này nó cứ kêu bé bè, bè lên, nó bảo thưa với thượng đế thưa với trời là con đến muộn nên bây giờ là không biết là trời cho con ăn cái gì bây giờ lại hất con vào cái cái đống ăn thịt này thì con làm gì có móng vuốt cái guốc thì chân có guốc không có móng vuốt sắc nhọn bụng thì to <laughs> răng thì lại là, là răng của giống ăn cỏ thế này thì làm bây giờ con làm sao mà con sống được Ê, ông trời mới suy nghĩ và là đúng là mình cũng chơi xuất thật tạo ra cái con này mà mình mải mê công việc quá là quên mất nó, Thế ông ngẫm nghĩ một lúc xong ông bảo đấy thế, thì... mày nói cũng có lý, với cái bộ dạng của mày thì không thể săn được cái con thú gì để mà ăn thịt cả, thế thì cho nên là bây giờ là thôi thì cho mày một cái đặc ân là ăn được tất cả các loại cỏ cây mà không bị ngộ độc thế là từ đấy là chúng ta mới thấy là con dê nó có ăn nó ăn tất cả từ những cái lá như là lá ham nó cũng không sao mà các loại lá độc độc nhất như là lá ngón thì nó cũng không sao nó ăn hết thế con dê thì thấy dễ sống quá thì ngao du đi khắp nơi chơi bời đấy một hôm nó mới thấy có một cái cây thật là to thế nó mới đánh đường nó tìm đến tìm đến thì lại khổ quá nó lại tìm đến một cái ngôi làng của người việt nam đúng lúc nhà thằng cuội nó xảy ra cái biến cố ấy vợ nó vốn thông minh nhưng mà từ khi nó lột cái bộ lòng của con chó ấy nhét vào bụng vợ đi thì vợ sống lại trở nên là đần độn Đấy, cái cây đa vốn là cái cây thuốc tiên mà thần tiên đã tặng cho cuội để cứu giúp người dân thế là lúc nào cũng là cũng dặn vợ là có rác thì đổ đằng đông là đằng tây chứ đổ đằng đông cây rông lên trời thế là con dê này nó mới thấy cái cây cao to lớn như thế nó bảo là ăn được bây giờ ăn đủ các loại lá ở trên đời này rồi còn mỗi cái lá của cái cây kia thôi thế bây giờ làm nào mà ăn được phải đánh đường tìm đến thế tìm đến cái chỗ cây đa này thì đúng lại đúng cái lúc là là là, là, là vợ đồng cuội nó lên mới quét nhà xong rồi nó mới đem rác là nó đổ luôn vào gốc cây là là nhà, nhà phía đông đầu nhà nó đổ đấy thế là cây đà nó rung từ 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 nó rung chuyển nó bật gốc nó bay lên trời kéo thằng cuội lên trời Thế từ đấy chúng ta thấy ở trên trời có thằng cuội trên mặt trăng ấy. đấy cây đà để lên đến mặt trăng thế là thằng cuội nó ngồi gốc cây đà ấy. Nối tiếc nhìn về trần gian đấy cuội thì từ đấy nó sống mãi trên cung trăng đấy lại còn một cái con vật nữa nó, nó vừa tìm đến nơi để nó ăn lá đa nữa thế chính là cái con dê nó cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ nên bảo nó còn một cái loại lá này mà trời nó cho, được cho nó ăn tất cả các loại lá còn mỗi cái cây này không biết có ngon hay không nó cứ nuối tiếc về cây bay lên rời nó thì không có phép thuật bay lên rời thế là trong đó là lòng dạ bụng tiếc nuối quá cho đến lúc chết vẫn nhớ cái lá đa mà không hiểu lá đa vị ra làm sao nó chết không nhắm được mắt Đấy nó rất là buồn cười, những là trên miền núi này lại có những cái câu chuyện này giữa chuyện loài vật với loài người cho nó liên quan đến nhau buồn cười lắm. thế <laughs> thì không biết là cái câu chuyện này nó thực hư ra làm sao, nó chính xác đến đâu hay là nó có dị bản như thế nào thì cũng mong các bạn có được uh, tài liệu ở đâu nữa ông bổ sung vào comment cho uh, biên ải để thêm cái 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 vốn uh, uh, sưu tầm chuyện dân gian của uh, biên ải nó được uh, lớn hơn một chút thì nếu mà có được cái điều đó thì bên ải rất là trân trọng cảm ơn các bạn thế còn điều thứ hai vấn đề thứ hai Biên ải muốn trình bày ở đây là gửi đến ông uh, luật sư hoàng duy hùng chủ kênh góc nhìn hoàng duy hùng à, từ khi ông xuất hiện cho đến nay thì thưa mấy ông là bằng một cái chiêu khổ nhục kế ông đã lấy được cảm tình của rất nhiều người dân Việt Nam sau khi đó đã cài gắm những thông tin gây bất lợi và... và gây bất lợi cho nhân dân cho nhà nước Việt Nam trong đó là buộc lòng ông đã phải thừa nhận sự sai lầm và ông đã rút từ bỏ ông đã từ bỏ sách trắng nhưng mà cái lời từ bỏ của ông ấy thì qua sự phân tích của tôi và một rất là nhiều anh em trên các diễn đàn và người dân cũng không thể chấp nhận được cái sự 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 gọi là từ bỏ nửa vời này. Thế thì ngày hôm qua tôi vừa nghe ông có tâm sự về cái sườn của cái bài báo nói về cái sự thành tâm của ông là ông đã bảo nói là ông từ bỏ tất cả để ông quay về với nhân dân về với đất nước về với mẹ Việt Nam thì từ ngày tôi theo dõi và các những diễn biến trên cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng của ông ấy, thì tôi thật tôi cảm thấy cái bài nói vừa rồi của ông ấy là có dấu hiệu của sự thành tâm quay về với nhân dân với đất nước với mẹ Việt Nam tuy nhiên để tạo được lòng tin để cho nhân dân Việt Nam tin tưởng và ông hưởng được cái sự bao dung độ lượng của nhân dân Việt Nam thì ông phải làm được những cái việc như thế này. Thế thì trước khi nghe những cái yêu cầu của tôi thì tôi sẽ đọc cho ông tiến sĩ nghe điều hai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khoản 1 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Khoản 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Khoản 3. Khoản này là yêu cầu ông nghe rõ và ngẫm nghĩ cho rất rõ. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đó, Đó là toàn bộ điều 2 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi đã trình bày cho ông nghe và ông có thể là tìm hiểu là. Thêm ở trên mạng xã hội cái, cái điều này là hoàn toàn nó công khai Thưa ông Hoàng Duy Hùng Thì như tôi đã nói là, là Clip vừa rồi ông ra Thì tôi cảm thấy có cái sự Thực sự Chúng tôi thấy có cái dấu hiệu Của sự thành tâm Quay về với mẹ Việt Nam Cho nên nếu như ông muốn được hưởng Cái sự khoan dung độ lượng Của nhân dân Việt Nam Mà thì thì ông hãy làm được những cái việc sau đây thì chúng tôi yêu cầu ông Hoàng Duy Hùng phải công khai xin lỗi nhân dân Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang góc nhìn Hoàng Duy Hùng của ông và trên mặt báo nhân dân một số nội dung sau đây. Một, công khai xin lỗi về những điều đã xuyên tạc về chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng tôi hai công khai xin lỗi vì đã vu khống bôi nhọ chủ tịch cuba fidel castro một người bạn lớn của nhân dân việt nam thứ ba là công khai xin lỗi vì đã xuyên tạc tính chất xuyên tạc làm sai lệch tính chất lịch sử của tuần lễ vàng thứ tư công khai xin lỗi vì đã xuyên tạc về cố tổng bí thư lê khả phiêu cố tổng bí thư lê duẩn và bộ chính trị đảng cộng sản việt nam trong sự kiện mậu thân 1968 thế trong clip này tôi sẽ đưa ra tạm thời bốn yêu cầu như vậy nếu như ông làm được những cái điều này thì thì nhân dân việt nam sẽ tin tưởng ông là một con người thành tâm quay trở về với mẹ Việt Nam và ông sẽ được hưởng sự khoan dung độ lượng của nhân dân Việt Nam và tất nhiên là ngoài bốn yêu cầu này còn có một số yêu cầu khác tôi sẽ đề cập đến sau à, thưa các bạn trên bạn trên uh, các trang uh, xã hội clip này của tôi thì tôi cũng mong muốn là các bạn uh, khán giả và các bạn chủ kênh các kênh khác các bạn có thể chia sẻ rộng rãi clip này của tôi và những kênh nào có nhu cầu sử dụng clip này tôi cũng đồng ý hết không bao giờ tôi báo cáo Đấy. À, lời cuối cùng thì trần biên hải xin trân trọng kính chào bà con kính chào các bạn